Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ việc thách thức nhau trên mạng xã hội, các đối tượng thanh thiếu niên bắt đầu kêu gọi thành lập các băng nhóm tham gia hỗn chiến. Thậm chí các đối tượng còn không biết rõ mặt nhau, cứ thế sử dụng hung khí lao vào ẩu đả, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Hung khí sắc nhọn, có tính sát thương cao, bom xăng tự chế, vỏ chai các loại đã trở thành vũ khí để các băng nhóm giao chiến. Không mâu thuẫn, không quen biết nhau, chỉ vì hai chữ nghĩa khí, rất nhiều thanh niên ngoài cuộc đã gia nhập băng nhóm chỉ để thể hiện bản thân. Thậm chí các thiếu niên này còn không biết đến đối tượng kêu gọi đánh nhau là ai và nguyên nhân hỗn chiến là gì. Em nghĩ thì cứ ra hỗn chiến thôi. Lúc đó thì em cũng chưa biết suy nghĩ gì, lúc bị bắt thì em mới biết được. Vụ việc là rất là đơn giản, chứ không có phức tạp mà các em không nghĩ được là mình đi đánh nhau với ai, hay chỉ biết là đi là theo để giúp đỡ cho bạn mình thôi. Còn cái nguyên nhân thế nào hay là xuất phát từ mâu thuẫn gì thì các em hầu như là không biết, chỉ biết là tham gia hùa theo cái phong trào. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, từ cuối năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, tình trạng này có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng lựa chọn thời điểm đêm khuya, sử dụng xe độ chế, vác theo hung khí truy đuổi đối thủ. Tiếng nẹp bô lạng lách khiến nhiều người đi đường một phen hú vía khi gặp phải. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bây giờ rất là nhiều cái lớp trẻ chạy xe lạng lách và cầm hung khí đi từng tốp rất đông, nên cũng ảnh hưởng cho người dân hoang mang đi đường tham gia giao thông, nó cũng bất an lắm. Bạn bè rủ nhau đi cái rồi thành đoàn là cứ nó mà kéo mà chạy cho mà đường đây quanh quẹo vậy mà nó chạy rất ghê, mà dễ bị tai nạn quá, thấy kiểu là chết này rất bức xúc. Các thanh thiếu niên bị lực lượng chức năng bắt giữ phần lớn đều dưới 18 tuổi, chiếm 75,5%, thường không được gia đình quản lý, giáo dục thường xuyên, ham chơi và rất liều lĩnh, coi thường pháp luật. Đặc biệt các trường hợp này sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Do đó, các tổ công tác đặc biệt 911-8394 tại thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác nắm tình hình, ngăn chặn kịp thời mối nguy hại từ băng nhóm thanh toán lẫn nhau. Các đối tượng thường tụ tập ở khu vực cái công viên, cái tượng đài là cái khu vực có địa hình đó là bằng phẳng mà dễ tẩu thoát. Khi có lực lượng công an đến thì các đối tượng là bỏ chạy. C2 đã tổ chức khép vòng vai và đã xử lý các tình huống trên là ngăn chặn kịp thời, thu giữ được hung khí. Không chỉ truy bắt các nhóm đối tượng, Công an thành phố Đà Nẵng còn tập trung xác định nguồn gốc, nơi chế tạo, bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và xử lý triệt để tận gốc tình trạng này. Các đơn vị cũng được yêu cầu xử lý nghiêm với những thanh thiếu niên vi phạm, kể cả người thân giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.